Thực ra thì từ đi học trong trường nên là nói tiếng Anh không à, thích nói tiếng Việt lắm. Mặc dù là ba nói thì hiểu tiếng Việt nhưng mà trả lời bằng tiếng Anh. Mốt gặp từng lớn lên từng sẽ dạy tiếng Anh cho ba. À. Bây giờ mọi người cứ ngắm thiên từ thì để cho ra trường hát một ca khúc rất là hay. Đó là bài hát mang tên Con Yêu Của Ba. Tất cả cùng lắng nghe, cảm ơn rất nhiều. Tiên ra sân khấu luôn nha. Con sẽ nhận ra một ngày không xa.